Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay địa điểm rất lịch sử của Berlin cũng như nước Đức, nơi mà hàng nghìn chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã ngã xuống hy sinh khi họ giải phóng Berlin khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa phát xít Hitler. Và đây, phía sau lưng tôi là những chiếc xe tăng từ những cái thời năm 1945, và nước Đức vẫn duy trì những hình ảnh này ở đây để cho người dân Đức và trên thế giới biết rằng sự tàn ác của chủ nghĩa phát xít như thế nào. Và cũng gần đây các bạn cũng đã chứng kiến những hình ảnh của một cái nghị sĩ và một cái chính trị gia tại Úc. Họ đã nói rằng ở Trung Quốc được đối xử với Việt Nam, với các nước khác như là phát xít. Thế thì điều đó, tại sao các nước phương Tây họ lại nói thẳng điều đó? Thì các bạn phải biết rằng Trung Quốc từ trước đến nay luôn luôn có mưu đồ bành trướng bá quyền trên khắp thế giới. Và cụ thể nhất là gần đây đã xảy ra cái việc đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc ở ngay khu vực Bãi Tư Chính, nơi mà Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi, là 200 hải lý là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc vẫn liên tục cho tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng một đoàn tàu hộ tống rất lớn, hùng hậu đến để liên tục để thăm dò cái dầu khí và địa chất ở vùng này. Có những lúc, theo những thông tin của báo chí quốc tế đưa lại, thì có tới 80 chiếc tàu của Trung Quốc cùng với tàu dân quân Trung Quốc đã vây quanh các tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển cũng như là tàu ngư dân Việt Nam ở đây và húc đuổi để không cho các tàu Việt Nam bảo vệ cái chủ quyền của mình. Và có lẽ đã đến lúc chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống chiến tranh. Việt Nam đã điều tướng chống Trung Quốc đi ra giao lưu với quốc tế, và cụ thể đó là sang Nga. Vừa qua các bạn cũng đã biết hình ảnh cụ thể ở đây là Nga và Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng, là Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã chính thức thăm Liên bang Nga từ ngày 13 đến 19 tháng 8. Ở đây hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ ở những cái trang báo của trong nước, và một số báo chí quốc tế cũng đã đăng tải hình ảnh này. Và tại sao cái chuyến đi này lại quan trọng đối với Việt Nam? Bởi vì khi mà Trung Quốc đang tiếp tục vi phạm chủ quyền của Việt Nam thì Việt Nam cần phải có sự ủng hộ của quốc tế. Nhưng cho đến nay Nga vẫn chưa có bất cứ một động thái nào lên tiếng phản đối Trung Quốc, mà chỉ có những nước như Mỹ, các nước Liên minh châu Âu và một số nước khác là lên tiếng ủng hộ Việt Nam và phản đối Trung Quốc mà thôi. Chính vì vậy mà chuyến đi của ông Thứ trưởng Phan Văn Giang này sang Nga trong thời gian hiện nay là rất quan trọng và rất cần thiết. Và ngoài ra các bạn cũng đã biết Thượng tướng Phan Văn Giang quê tại tỉnh Thái Nguyên chính là người đã cầm súng trực tiếp chiến đấu chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào những năm 1979 ở điểm cao số 893 bản Park, xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể chứng kiến ở một số trang truyền thông trong nước cũng như nước ngoài là cuộc chiến biên giới vào năm 1979, nơi ông Phan Văn Giang đã trực tiếp tham gia chống Trung Quốc. Và thì các bạn phải biết rằng là khi mà Đảng Cộng sản cũng như chính phủ ở Việt Nam đã cử một cái người tướng mà có kinh nghiệm chiến đấu với Trung Quốc sang Nga trong thời điểm này thì là điều rất quan trọng, và nó chỉ dấu cho việc rằng phía Việt Nam sẽ có những biện pháp cứng rắn khi Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền và cách trắng trợn trong thời gian tới đây. Và quan hệ quân sự của Nga sau vụ Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 với Việt Nam thì đã tăng lên đáng kể. Đó là việc Việt Nam đã bắt đầu đầu tư mạnh mẽ hơn vào cái việc mua sắm trang thiết bị quân sự của Nga như những tàu chiến, những tàu ngầm và nhiều vũ khí khác. Thì các bạn thấy hình ảnh mà Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông trong thời gian vào những cái năm trước đây, năm 2015, đã dấy lên một làn sóng biểu tình phản đối rất mạnh mẽ của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam một cách trắng trợn như vậy, và điều này là không thể chấp nhận. Và không những thế mà ngay hiện nay thì Trung Quốc vẫn tiếp tục vi phạm chủ quyền, đó là việc Trung Quốc liên tục đưa tàu vào thăm dò vào thềm lục địa của Việt Nam. Là hình ảnh các bạn thấy rất rõ là tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8 đã quay trở lại khu vực Bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 13 tháng 8 vừa qua, chưa đầy một tuần kể từ khi con tàu này rời khỏi khu vực sau một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài một tháng giữa hai nước. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ ở một số trang báo quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài FI, Đài FA, Thời báo DE và một số blogger cũng như trang báo độc lập ở nước ngoài. Nhưng
nó đã không được đưa một cách kịp thời và đúng thời điểm trong các tờ báo ở trong nước, bởi vì có lẽ những cái thông tin này đã không làm cho nhà cầm quyền Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam có thể yên tâm, bởi vì họ sợ rằng có thể có những cái biểu tình, mà điều đó họ nghĩ rằng nó sẽ làm mất lòng Trung Quốc hoặc là có thể làm lung lay chế độ. Và có lẽ rằng hiểu cái sự cháo trở của người đồng chí Trung Quốc, nên Việt Nam thường xuyên có những cái hoạt động đối với các nước khác để hy vọng rằng qua những cái gặp gỡ và giao lưu đó, họ kết nối được những cái ủng hộ của quốc tế, và việc Việt Nam sang Nga lần này cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Và cụ thể nhất chúng ta thấy minh chứng cho việc đó, đó là việc là Việt Nam đã tham gia thi đấu giải đua xe tăng quốc tế Thác Bathlon tại Nga. Đây là hình ảnh mà các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang lái chiếc xe tăng và đã lọt vào vòng chung kết và cũng đã có đạt những thành tích rất cao trong cái cuộc thi này. Và phải nói rằng là như vậy Việt Nam đã có đội ngũ có thể sử dụng thành thạo những chiếc xe tăng hiện đại của Nga, và phía Nga chắc chắn rằng cũng sẽ rất muốn bán và ủng hộ Việt Nam mua những sản phẩm vũ khí này của Nga trong thời gian tới. Và không những thế thì Việt Nam luôn luôn đề phòng Trung Quốc đưa tàu chiến, tàu sân bay, thậm chí là nhiều tàu ngầm vào trong những cái khu vực thềm độc quyền kinh tế của Việt Nam, hoặc là khi Trung Quốc có thể cháo trở và bất ngờ tấn công những nhà giàn DK1 hoặc là những cái khu vực mà Việt Nam hiện nay ở trên những cái đảo nổi rất chênh vênh, thì Việt Nam phải cần phải có những vũ khí răn đe trở lại mà có thể bắn từ xa, từ trong bờ hoặc từ bố trí dọc những cái đảo mà Việt Nam đang cắm giữ đó. Và hình ảnh mà các bạn thấy ở đây là những vũ khí đang mua của Nga trong thời gian vừa qua. Đó là thông tin mà tờ báo Việt Nam đã đưa lên vào ngày 11 tháng 8 là Việt Nam chính thức là quốc gia nước ngoài duy nhất được Nga chuyển giao công nghệ hệ thống tên lửa diệt hạm hành trình P-35B. Đây là hình ảnh chiếc tên lửa đó với đầu đạn nặng gần 1 tấn, tầm bắn gần 500 km. Tên lửa P-35B của hệ thống Redoute-M được coi là một trong những tên lửa diệt hạm cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông. Và đây là hình ảnh mà Việt Nam chủ động đưa ra cho quốc tế cũng như trên các báo chí ở trong nước đăng tải. Và chiếc tên lửa này rất lớn, cồng kềnh, nhưng nó có tầm bắn rất xa và phá hủy rất lớn. Như vậy, khi những chiếc tàu chiến của Trung Quốc hoặc là tàu cảnh sát biển của Trung Quốc hoặc tàu ngầm của Trung Quốc nếu tiến gần những khu vực đảo bờ biển của Việt Nam và gây hấn, thì chắc chắn là những quả tên lửa này sẽ được phóng ra từ những cái nơi đã được bố trí sẵn, và cái điều đó là Trung Quốc cần phải hết sức cảnh giác. Và ngoài ra, chuyến đi của Nga lần này của Thượng tướng Phan Văn Giang cũng rất quan trọng, bởi vì hiện nay có một công ty dầu mỏ của Nga đang hoạt động tại cái vùng bãi tư chính của Việt Nam, nơi mà Trung Quốc đang xua đuổi và không muốn những công ty này hoạt động. Đó là công ty dầu mỏ Rosneft của Nga. Và một bài báo trên tạp chí Forbes hôm 7 tháng 8 cho rằng Việt Nam có một chiến lược để ngăn chặn Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông khi hợp tác với Nga và khai thác dầu khí trong Biển Đông, bởi vì Nga là một cường quốc mà Bắc Kinh không thể làm phật lòng tại thời điểm này. Và đây là cái thông tin mà các bạn thấy, đây là hình ảnh của những giàn khoan của Rosneft ở trên biển, và hiện nay công ty này vẫn đang tiếp tục hợp tác với công ty dầu mỏ của Nga, của Việt Nam, để khai thác ở chính cái vùng biển mà Trung Quốc không mong muốn đó. Nhưng trong suốt cái thời gian vừa qua thì các bạn cũng phải biết rằng Nga không hề có bất cứ một cái phản đối nào bằng văn bản hoặc là công bố trên Bộ Ngoại giao về cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, mà ngay cả khi tàu của Trung Quốc đến quần đảo xung quanh cái khu vực mà hãng dầu mỏ Rosneft của Nga đang giúp Việt Nam thăm dò khai thác ở bãi tư chính. Nhưng bởi vì có lẽ Nga đang phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc ở cái lĩnh vực là xuất khẩu dầu mỏ, vì sau khi châu Âu và nhiều nước khác cấm vận Nga không mua dầu mỏ của Nga khi Nga cưỡng chiếm đảo Crimea thuộc của Ukraine, thì hiện nay cái nguồn xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Nga lại là xuất khẩu dầu mỏ sang Trung Quốc, với nhiều trăm triệu đô la đã hàng năm đã được xuất sang Trung Quốc. Và không những thế, Trung Quốc là bạn hàng rất lớn của Nga, chuyên mua các loại vũ khí hiện đại nhất của Nga. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là những chiếc máy bay Su-35 đã được Trung Quốc mua rất nhiều của Nga. Và ngoài ra thì gần đây nhất là hệ thống phòng không S-400 cũng đã được Trung Quốc đặt mua của Nga trong thời gian vừa qua.
Và hệ thống phòng không này thì có tầm bắn rất xa và tạo thêm một cái vỏ bọc nhiều tầng nhiều lớp đối với cái bầu trời, cái vùng nơi mà đặt hệ thống này. Và cái giá trị buôn bán vũ khí giữa Nga và Trung Quốc thì rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với Việt Nam. Việt Nam không đáng kể so với những cái cuộc mua bán của hai nước này. Và thậm chí Trung Quốc còn mua cả những công nghệ để tự sản xuất những máy bay và mua động cơ của Nga. Thì đấy là cái điều mà Nga có lẽ đang rất khó khăn trong cái việc ủng hộ Việt Nam một cách công khai để phản đối Trung Quốc trong cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam cũng rất cố gắng, là dù ngân sách quốc phòng của Việt Nam rất nhỏ so với Trung Quốc nhưng vẫn phải bỏ tiền ra mua của Nga những cái chiếc tàu ngầm này, và các bạn thấy là treo cờ Việt Nam rất rõ ràng, và một số tàu này đã về Việt Nam và hiện nay đang hoạt động trong cái vùng biển của Việt Nam. Nhưng trong thời gian vừa qua thì khi Trung Quốc liên tục tập trận ngoài Biển Đông dùng những tàu chiến bắn đạn thật, thì tàu ngầm của Việt Nam cũng như tàu chiến của Việt Nam không hề có những động thái tương tự. Tức là cũng nên như các nước khác là Đài Loan và một số nước khác, khi bị đe dọa như vậy thì họ đều đưa tàu chiến và tàu ngầm ra để họ tập trận, họ bắn đạn thật, để cho các nước như Trung Quốc biết rằng là khi mà đụng đến Việt Nam thì cũng có nghĩa là họ có một cái lực lượng sẵn sàng đáp trả một cách đích đáng Trung Quốc. Nhưng chúng ta đã không hề thấy hình ảnh những tàu ngầm, những cái chiếc tàu chiến của Việt Nam trong thời gian mà Trung Quốc liên tục hàng tháng vừa qua đe dọa cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và ngoài ra, giải pháp lâu dài nhất hiện nay của Việt Nam và hợp lý nhất thì có lẽ là sẽ phải liên minh và liên kết với Mỹ và các nước châu Âu, và có thể cho Mỹ đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam để răn đe Trung Quốc, và cũng nhân dịp này và nhân cái cơ hội mà này để thoát chung luôn và thay đổi thể chế dân chủ tự do cho người dân, vì người dân đã quá chán cái chế độ cộng sản độc tài và đầy tham nhũng hiện nay ở Việt Nam. Và cái việc mà Việt Nam cho Mỹ đặt căn cứ hải quân tại Đà Nẵng hoặc tại vùng biển của Việt Nam thì điều đó sẽ giúp cho Việt Nam tự tin hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình ở trong thời gian tới. Và cái điều đó cũng sẽ giúp Việt Nam hội nhập quốc tế, hội nhập với các nước văn minh và có những người bạn tốt và lâu dài hơn trong tương lai. Mà muốn làm được điều này, Việt Nam phải hợp tác thật lòng với những cái nước dân chủ như Đức, Mỹ, Pháp, Anh, và phải cho tự do báo chí, tự do biểu đạt cũng như người dân được có cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trương Khoa Thời báo.de từ Berlin ngày hôm nay, thứ Bảy, 17 tháng 8 năm 2019. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần sau. Các bạn hãy chia sẻ những video này cũng như bình luận và cung cấp những yêu cầu để chúng tôi có thể tìm hiểu và chuyển tới các bạn những thông tin mới nhất, chân thực nhất. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.